phản ứng của 12 chòm sao khi bị người yêu phản bội. Lòng người khó lường, lúc thề non hẹn biển khăng khăng đinh ninh thế mà trở mặt lúc nào không hay. Phản ứng của 12 chòm sao khi bị phản bội sẽ thế nào đây nhỉ? Cùng khám phá xem nhé. 1. Bạch Dương, vạch trần trước mặt mọi người. Cắm sừng cừu trắng ư, thật là chuyện đáng căm hận. Dù bề ngoài có cả lơ phất phơ một chút, nhưng đây cũng là chòm sao nhiệt tình với chuyện tình cảm, đối xử với nửa kia khá tốt thế mà còn bị phản bội. Nỗi giận này làm sao mà nén được trong lòng, nhất định phải xả ra cho tất cả mọi người cùng biết. Tính khí nóng nảy, thẳng thắn nên Bạch Dương phăm phăm tới tìm đôi gian phu dâm phụ, đòi một lời giải thích thỏa đáng. Ở nơi công cộng, một lần nói rõ ràng để đôi bên chấm dứt hoàn toàn cũng làm cho kẻ đáng ghét kia mất mặt, bị người khác chỉ trỏ phê bình cho xấu hổ thì thôi. 2. Kim Ngưu thẳng thừng đuổi người. Ai ai cũng biết tình yêu của Kim Ngưu trung thủy, trầm tĩnh, lúc nào cũng hết lòng hết dạ với người mình yêu, tâm huyết bỏ ra không ít. Chòm sao này không cầu đối phương cũng đáp lại 10 phân vẹn 10, nhưng ít nhất cũng đừng quá trớn, lén lút thậm thụt với người khác là không chấp nhận được. Phẫn nộ, thất vọng, buồn bã đan xen khiến tâm trạng của Kim Ngưu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhất định đuổi thẳng cổ người không chuyên nhất kia. Khóa cửa nhốt mình trong nhà, trầm tư gặm nhấm nỗi buồn. Thế giới của họ từ nay tuyệt đối không dung thứ cho người bội tình bạc nghĩa. 3. Song Tử nghĩ quẩn đòi tự tử. Thật ra thì Song Tử không phải người thâm tình tới mức đòi sống đòi chết vì tình yêu, nhưng trong chuyện tình cảm cũng có nguyên tắc của riêng mình. Chòm sao này cảm thấy khi hai người xác định quan hệ thì tối thiểu phải thẳng thắn với nhau, không thể làm ra chuyện dối lừa gạt người như vậy được. Một khi phát hiện ra đối phương ở đằng sau qua lại với người khác, mang mình làm thành trò cười, Song Tử sẽ cực kỳ phẫn uất. Mình làm gì sai mà lại đối xử tệ bạc với mình như vậy? Tự hỏi chính mình, hỏi người kia, hỏi tất cả mọi người đều không thông nên nghĩ quẩn, đòi tự tử. Sau này nghĩ lại thời điểm ấy, chắc chắn là Song Tử sẽ thầm than mình thật ngốc nghếch. 4. Cự giải, chia tay rồi tìm cách trả thù. Tính tình hiền lành và rất quan tâm tới người yêu, nhưng cự giải lại có tính đa nghi, thiếu tự tin. Họ thường lén lút kiểm tra điện thoại của nửa kia để xem có manh mối gì hay hay không. Không may thực sự tra ra cái gì thì buồn khổ không dứt, quyết định xốc lại chính mình, bình tĩnh quyết đoán chia tay, âm thầm ủ mưu trả thù. Khi 12 chòm sao thất tình, biểu hiện của cự giải là hiền hòa nhất. Người ngoài nhìn vào tưởng họ thực sự cho qua, đối phương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đừng vội mừng, tuy hiền nhưng không phải muốn bắt nạt thế nào cũng được đâu. Vào lúc ít ai ngờ nhất, chòm sao này sẽ tính cả gốc lẫn lãi, đòi cho bằng hết những tổn thương của mình. 5. Sư Tử thông báo toàn thiên hạ. Người cao ngạo như sư tử mà có ngày bị bỏ rơi, bị phản bội, thật là chuyện kinh thiên động địa. Chẳng những nổi cơn thịnh nộ mà chòm sao này chắc chắn sẽ không buông tha cho kẻ làm mình mất mặt như thế này. Thông báo toàn thiên hạ, chỉ cần là người hơi quen biết đều có thể tường tận từng chi tiết, đảm bảo cho đôi nam nữ kia không còn đất sung thân. Đây không chỉ là tình cảm mà còn là sĩ diện, tự tôn của sư tử nên họ càng căm giận. Yêu đương chia tay là chuyện thường tình, nhưng chia tay theo cách không quang minh chính đại như thế này thì không để yên được. Có lẽ sự việc còn xôn xao một thời gian dài và kéo theo rất nhiều rắc rối nữa đấy. 6. Xử nữ tìm người thứ ba đánh ghen. Vốn tự tin về bản thân, nên khi người khác nhắc nhở xử nữ phải để ý người yêu thì họ toàn bỏ ngoài tai, coi như chuyện cười, vỗ ngực đảm bảo tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, tình yêu vững chắc thế cũng có nguy cơ sụp đổ bởi người thứ ba, bởi người phản bội. Vừa không dám tin vừa đau khổ tuyệt vọng, xử nữ mất hết lý trí, quên hết mọi kế hoạch, lập tức xông tới gặp người thứ ba làm cho ra lẽ. Cho đến lúc này họ vẫn cứ một mực đổ lỗi cho kẻ xen vào cướp hạnh phúc của mình, chứ không phải là đối phương đã thay lòng đổi dạ. 7. Thiên bình thoải mái rời đi. Những người cung thiên bình đa phần có ngoại hình nổi trội, không thiếu mỹ nữ soái ca, là hoa khôi sắc đẹp nổi bật nhất vòng tròn hoàng đạo, nên đối với chuyện tình cảm có lòng kiêu ngạo riêng. Yêu thì yêu đấy, nhưng để phải quỵ lụy, phải khổ sở thì hoàn toàn không đáng. Ở bên nhau là tình nguyện, nếu đối phương đã có người khác thì mình thoải mái ra đi thôi. Thiên bình bình thường hiền hòa, việc gì cũng tham khảo ý kiến của người yêu, nhưng ở vào thời điểm quyết định thì tuyệt đối dứt khoát. Không nói một lời, coi như chưa từng quen biết, hướng về phía trước tìm mùa xuân mới cho mình. Cuộc đời là thế, không ai được như ý hoàn toàn, quan trọng là phải tích cực sống tốt, vượt lên hoàn cảnh mà sống. 8. Hổ cáp âm thầm trả thù. Nếu muốn cắm sừng hổ cáp thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi, chòm sao thâm hiểm này chắc chắn sẽ trả thù tới cùng, khiến đối phương khổ sở tới sống dở chết dở.
Con người họ rất rõ ràng, có thù ắt báo, yêu đương hết lòng không yêu chia tay thẳng thắn, hành động bất chính sẽ không thể tha thứ. Giết người vô hình, trả thù không dấu vết là sở trường của hổ cáp. Tính toán tỉ mỉ, hành động quyết liệt, có lẽ người kia sẽ phải hối hận không ngừng, vì đắc tội với con người quá đáng sợ này. Âu cũng là nhân quả cả thôi, làm chuyện sai trái như thế làm sao mà sống yên được đúng không nào? 9. Nhân mã, vô cùng đau buồn. Nhân mã giàu tình cảm, đối với người yêu nhiệt tình, cảm xúc hoàn toàn chân thật. Ngày nhận được tin dữ, không kiềm chế được mà buồn bã thật lâu. Họ không bày ra dáng vẻ giả tạo, không tỏ ra không sao hết, càng không cố cười, buồn nói là buồn, đau thương nói là đau thương, vừa ngây thơ vừa thẳng thắn. Nhân mã là thế, thất tình sao lại phải giấu, khóc một trận chút hết tất cả buồn thảm thương tới mức không nhận ra điều xứng đáng. Không phải dành cho kẻ bạc tình mà là dành cho đoạn tình cảm chân thành của bản thân mình. Khóc rồi, buồn rồi lại tiếp tục sống tốt, cười lên, phấn chấn lên, hạnh phúc chính là chân trời phía trước. 10. Market tìm người kia khóc lóc om sòm. Đừng thấy họ thâm trầm nghiêm túc mà nghĩ rằng Market coi nhẹ tình cảm, chòm sao này thâm tình hơn ai hết. Họ khó yêu nên một khi đã xác định quan hệ sẽ kỳ vọng có thể cùng nhau đi tới cuối con đường. Một ngày phát hiện ra mộng ướt tan vỡ, mình trở thành người bị lừa dối, đau khổ tới mức nào có ai hiểu được. Nhất định không dễ dàng từ bỏ, phải tới gặp người kia hỏi cho ra lẽ, không kiềm chế được cảm xúc sẽ khóc lóc thống khổ, làm ra một trận bê bối lớn. Khi đối mặt tới nỗi đau, tình yêu và sự chân thành, đến Market lạnh lùng cũng trở nên bất chấp như vậy đấy. 11. Bảo Bình cùng nhau sống chết. Lừa dối, đó chính là điều Bảo Bình không thể chấp nhận, càng không muốn chấp nhận. Hai người ở bên nhau sao lại có thể đối xử tuyệt tình, độc ác tới mức ấy, sao có thể gạt cả người thân thiết với mình. Nếu có ngày phát hiện ra chuyện mờ ám, nhất định chòm sao này sẽ mất bình tĩnh mà hủy hoại cả hai. Nhẹ thì đập phá, đánh nhau, gây tai nạn còn nặng hơn thật khó tưởng tượng. Bảo Bình vui vẻ phóng khoáng, tự do tự tại hoàn toàn biến mất khi niềm tin bị đánh cắp chỉ còn lại thù hận và đau khổ mà thôi. May là cách 12 chòm sao vượt qua sự phản bội không phải ai cũng tiêu cực thế này. 12. Song Ngư tới gây sự với người kia. Yêu tới tận cùng, hận tới khi chết là phong cách của Song Ngư, họ vốn không thích làm náo loạn, nhưng người kia lại ngang nhiên phản bội tình cảm của mình, phải tận diệt. Lập tức tới nhà trường học nơi làm việc của kẻ ấy gây sự, đập phá, chửi mắng khiến tất cả mọi người đều biết bộ mặt xấu xa giả dối. Cách này quả nhiên không tầm thường, chẳng những mặt mũi không còn, mà nếu kém may thì công việc kế sinh nhai và chỗ ở của người kia cũng không giữ được. Đã nói động vào ai không động lại chọc tới Song Ngư, làm chuyện tốt gì không làm lại đi cắm sừng chòm sao coi trọng tình yêu này.